Mình thấy có một số anh em có một cái nhầm lẫn tai hại là cái việc các bạn bị lẫn cái đồng ICE với đồng ACE ở trên OKEX. Thì một số các bạn là trong nhóm ICE Network Việt Nam ấy có đăng cái tin là ICE đã được liệt kê trên sàn OKEX và đang tăng trưởng từng giây, hiện có giá trên $1. Chúc mừng cho những anh em ICE thủ. Thì thực sự bạn này đã mắc một cái nhầm lẫn nghiêm trọng, đấy là cái ICE với cái đồng cũng giống giống như cái đọc kiểu ICE ACE này. Đấy, thì đúng là cái đồng này nó viết cụ thể là viết tắt là ACE chứ không phải là ICE như là ICE Network kia. Đấy, giá của nó thậm chí không phải là một trên $1 đâu mà nó tập lên đến $14 cơ các bạn ạ. Một cái giá rất là tốt, và thậm chí ngày hôm qua có lúc nó lên $16, các bạn xem rất là cao. Đó, nó từ mức 1 này. Mới niêm yết thôi. Đấy, từ ngày 10 đây là thời điểm nào, ngày hôm qua ngày 18 đấy, nó là vọt lên rất là cao đấy các bạn xem. Đồng này thì mình cũng không rõ là có airdrop hay không, nhưng mà mới nhìn mức giá này thì thật sự là cũng rất là hấp dẫn phải không các bạn. Đấy, ICE Network mà được một nửa này quá mừng luôn rồi. Thế là mọi người khi mà theo dõi thông tin thì nhớ phải check lại cẩn thận nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.